Hi guys. Hi guys. Can you guys hear me? Hello guys, can you guys hear me? Các bạn nào đã vào lớp chưa nè? Cô thấy có Hà và Tùng là vào được lớp rồi nè, còn những bạn kia thì đang joining. Ok. What's wrong with everyone here? Okay. Bạn Tùng nè, cô thấy cô cho bạn Tùng. Okay, Tùng, can you talk to me? Bạn Tùng lớp 5 nè, bạn Tùng có thể nói chuyện với cô được không nè? Can you hear me? Bạn Hà và bạn Tùng là ở trong meeting với cô rồi nè. Okay. Oh yes. Oh yes. Hello guys. Hello, teacher. Yes, hello. Hello guys. Okay, let's wait for everybody, okay? Three more minutes, okay? Let's wait for three more minutes. Yes. Okay, good job. In the meantime, nếu mà có nhiều bạn ở đây này, đúng không? Bạn nào mà chúng ta chưa biết về nội quy của lớp học của mình nè, thì các bạn có thể đọc ở đây cho cô nha, okay? Các bạn có thể đọc nội quy lớp học cho cô nè. Những bạn nào mà mới tham gia thì các bạn đọc nội quy nha. Thì đầu tiên lớp của mình rất là đông nè, thành ra là cô sẽ phải tắt tiếng. Mình tắt tiếng thì mình mới nghe cô nói được, đúng không? Bởi vì nếu bạn nào cũng bật tiếng thì sẽ không thể nào mà nghe được. Đó là điều đầu tiên. Và nếu mà ví dụ cô mời các bạn yes, mà bạn nào ở đây thì chưa biết sử dụng ký hiệu giơ tay, thì các bạn có thể hỏi bố mẹ mình thử tìm cho mình cái ký hiệu bàn tay như thế này nè. Đấy, tụi con sẽ thấy có một cái ký hiệu bàn tay. Ví dụ cô mời, các bạn nào xung phong không? Nếu mà các con giơ tay như thế này ở trên camera thì cô sẽ không nhìn thấy được. Bởi vì ở đây có rất là nhiều bạn, cô còn share cái màn hình lên, thành ra là cô không nhìn thấy các bạn hết được á. Cho nên là tụi con giơ trước màn hình như thế này thì cô sẽ không thấy. Nên các bạn bấm ký hiệu giơ tay cho cô, thì cô thấy có rất là nhiều bạn đã bấm rồi nè. Yes. Thì các bạn bấm như thế này thì cô nó sẽ hiện ra, đúng không? Thì cô sẽ nó hiện ra thì lúc đấy thì cô sẽ mời bất kỳ bạn nào, ok? Và có những bạn sẽ có thể là sẽ không được mời, các bạn đừng có buồn nha. Và bạn nào ở đây mình đặt tên lại nè, bạn nào chưa đặt là họ và tên cùng với lớp thì các bạn đặt lại cho cô là họ tên cùng với lớp, bởi vì tên thì có thể rất là dễ bị trùng, đúng không? Cho nên các bạn đặt cho cô họ tên với lớp thì cô kêu cho chính xác hơn, ok? Đặt họ tên và lớp thì khi mà cô kêu thì nó sẽ chính xác hơn.
Okay, one more minute. Okay, one more minute. Bây giờ thì hiện tại cô đang tắt tiếng mọi người nè để cô giải thích về cái nội quy một xíu. Ừ, ở đây như các bạn đã thấy là mình sẽ không có tự động chat quá nhiều để làm các bạn nào can you everybody see my screen? Can everybody see my screen? Các bạn nhìn thấy màn hình của cô hết chưa nè? Bạn nào nhìn thấy rồi thì ghi yes để cô biết là các bạn đã nhìn thấy cái màn hình của cô nè. Can you guys see the slide? Okay, good, good. Okay, thank you guys. Yes, cảm ơn mọi người. Như vậy là bạn nào mà chưa thấy màn hình thì các bạn out ra, các bạn vào lại ha. Cô sẽ admit cho các bạn vào, okay? Lớp của mình là bây giờ sẽ được vào rất là đông, cho nên là không sao hết. Các bạn đừng có sợ hết chỗ nha, okay? Và những bạn nào ở trên livestream thì các bạn cũng có thể vào học nữa. Lớp của mình bây giờ có thể được học tới 300 bạn học chung với nhau lận, okay? Ok, bây giờ cô nhắc một xíu về cái nội quy xong rồi thì cô sẽ cho các bạn coi cái này. Nếu bạn nào chưa biết, đây là cái mà cô sẽ nói vào đầu buổi nha. Ừ. Bạn nào mà chưa biết cách mở mic nè, ví dụ cô kêu đến tên bạn nào thì các bạn, cô sẽ bấm một cái nút, sau đấy cô sẽ nói là à cô đã mở mic cho con rồi đó. Thì lúc đấy thì nó sẽ hiện lên một trong hai cái hình giống như vậy nè. Nó hiện lên cái hình giống như vậy thì các bạn cứ việc ấn vào cái nút màu xanh cho cô. Ok, press the blue button, ok. Các bạn ấn vào cái nút màu xanh là các bạn sẽ được mở mic lên để nói chuyện, để phát biểu. Sau đấy thì các bạn tắt mic của mình đi và mình tiếp tục học. Ok, everybody understand? Everybody understand? Hello guys. Ok. Hello teacher. Ok, hello everyone. Ok, so now today is a very special day guys. Today is Pantado's birthday. Today is Pantado's birthday, okay? Hôm nay là sinh nhật của Pantado nè, là trung tâm Pantado đúng không? Nhờ có Pantado mà cô với các bạn mới được học chung với nhau ngày hôm nay nè, okay? Cho nên là bây giờ mình sẽ cùng hát một bài hát chúc mừng sinh nhật Pantado nha. Mừng sinh nhật Pantado 5 tuổi. Các bạn biết cách, cô nghĩ ở đây là không bạn nào là không biết cách hát Happy Birthday đúng không? Yes, everybody, you guys know the song. But instead say happy birthday to you. You guys gonna say happy birthday Pantado. Happy birthday Pantado. Okay. Are you guys ready? Are you guys ready to sing? Is everybody here ready to sing the song Happy Birthday Pantado? Yes, you guys are ready, right? Yes, I'm ready. Good job. Okay, I will turn on the mic. Nhưng mà cô sẽ mở mic các bạn, cho nên là các bạn chỉ cần hát một cái liều hát nhỏ nhỏ là được. Các bạn hát mà tại vì nhiều bạn cùng hát với nhau, chúng ta cùng hát với nhau, thành ra chúng ta không cần phải hát to quá. Okay. Now I'm gonna turn on the mic. I say 1, 2, 3. Then you guys gonna sing the song. Okay. I'm gonna turn on the mic now, guys. Ok, các bạn có thể tự mở mic rồi đó. Yes. Yes, yes. Okay, thank you guys so much. Thank you guys so much. Please give it a clap. Very good. Mình tự vỗ tay cho bạn thân mình hát rất là hay nè. Okay, thank you guys so much. Now, trước khi mình học bài mới thì cô sẽ chữa bài cho một số bạn nha. Cô xin lỗi là cô không thể nào mà chữa cho tất cả mọi người được. Okay. Cô không thể chữa được. Okay, can you guys see the screen? Các bạn nhìn thấy cái group giỏi tiếng Anh cùng con chưa? I know it's noisy. Cô đã tắt tiếng các bạn rồi đó. Các bạn nhìn thấy cái group chưa? Các bạn nhìn thấy màn hình của cô rồi mà đúng không? Giỏi tiếng Anh cùng con đó, cái group để mà các bạn đăng bài tập về nhà đó.
Bây giờ thì cô sẽ chữa bài cho mọi người nha. Cô không thể chữa hết được. Cô sẽ comment vào từng bài của các bạn nha. Nhưng mà ở đây thì cô sẽ chữa khoảng 2 đến 3 bạn thôi. Ok. À, ví dụ cô sửa bài cho bạn bạn Tú phải không? Bạn Tú có ở đây không nè? Nhưng mà bạn Tú phải có ở đây thì cô mới chữa cho bạn Tú được. Nếu mà bạn Tú ở đây, bạn Tú ở đây thì bạn nhắn cho cô nè. Bạn nhắn để cô biết cô sẽ chữa bài cho bạn nè. Bạn Tú có ở đây không? Are you here? Are you here? Is Tú here? Mọi người sẽ, mình sẽ tập trung vào bài học nha. Mình sẽ không chat riêng với tất cả mọi người nha. Ok. Yes, ok. Bạn Nguyễn Ngọc Tú, right? Ok. Ok, Tú, wait. Bây giờ Tú raise hand chưa nè? Tú raise hand cho cô để cô nhìn thấy Tú và cô mở mic cho Tú nè. Tú đã raise hand cho cô chưa? Bây giờ cô tìm Tú nha. Ok, cô nhìn thấy Tú rồi nè. Ok, Tú, cô đã mở mic cho con rồi đó. Con đã mở mic được chưa? Con bấm vào cái nút màu xanh cho cô chưa nè? Tú đã mở mic được chưa nè? Ok, hello Tú, hello. Hello. Ok, hello Tú. Ok, this is you, right? This is you. So now I will correct your homework. Ok, cô sửa bài. Và cô mở bài bạn Tú cho các bạn cùng nghe nha. Ok. Các bạn ở trên livestream nè, các bạn cũng có thể join vào lớp học nha. Mình vẫn còn rất là nhiều slot nè. Mình vẫn còn rất nhiều chỗ nè. Hello teacher. My name is Ngọc Tú. I'm 10 years old. This is my homework. In the morning, I get up at 6 o'clock. Ok. Bạn Tú thì bạn để làm theo cái kiểu là bạn sẽ thông báo cho mình trước là đó là buổi sáng hay buổi chiều hay buổi tối, thì bạn mới nói trước là in the morning. À, thì bạn mới nói là I get up. Ok, good Tú. Then I wash my face. Yes. And brush my teeth. Good, teeth. One more time Tú. Brush my teeth. Teeth. Brush my teeth. Good, good job. Ok. 7 o'clock I eat breakfast with my family. Breakfast thì có cái sờ của con nó mạnh quá, con sẽ đọc cho cô là breakfast. 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 Yeah, mình đọc chữ sờ đó mẹ thôi, mình không đọc breakfast mà mình đọc breakfast. Đúng rồi đó, giống như Tú vừa nói đó. Good job Tú, very good. Next one. At 9 o'clock I play video games. Good. At 12 o'clock. 12. Again, Tú, 12 o'clock. 12 o'clock. Yeah, ok. Con về con tập lại cho cô nha. À, mình đọc tập lại cho cô cái 12 giờ, cái chữ 12. Nó hơi khó đọc một xíu, đúng không? 12, ok. At 12 o'clock, I eat lunch with my family. Ok, good. In the afternoon. In the afternoon. Again, Tú, in the afternoon. In the afternoon. Good job. At 3 o'clock, I do homework. Good. I do my homework. Cũng được, phải do homework. At 4 o'clock, I study English. Study English. One more time. Study English. Study English. Good job. Very good. At 7 o'clock, I take a shower. Chữ này là Tú đọc chưa đúng nè. I take a shower. I take a shower. I take a shower. One more time. I take a shower. Shower. Good, good. Shower. Remember, okay? Shower. Good job, though. At 8 o'clock, I watch TV with my family. Watch TV, okay? At 9 o'clock, I eat dinner with my family. Good. And at 10 o'clock, I read book and I go to bed. Ok, mình có thể nói là I read a book, hoặc là con có thể dùng book số nhiều. Ok, read books hoặc là read a book. Đâu, Tú chọn cho cô một cụm, Tú đọc lại cho cô nè. Con sẽ chọn cái nào, con đọc cái nào cũng được.
I read books. I read books. Go to bed. And go to bed. Good job. Very good. Đấy, con sẽ chọn cho cô mình, một là mình dùng số nhiều cho kiểu books, hai là mình sẽ dùng là a book. I read a book. Con đọc một cuốn sách rồi sau đấy con đi ngủ. Okay, good job, Tú. Bye bye. Okay, good job, Tú. Very good. Good job. Okay, như vậy là những cái mà cô sửa cho Tú đó, Tú về Tú có thể tập nó, mình phát âm lại. Còn bài của con là rất tốt rồi đó. Nhưng mà ở đây thì con có thể dùng thêm, ở đây là cô thấy Tú là dùng giờ chẵn là chủ yếu nè. Con có thể mình dùng thêm những cái giờ khác, chẳng hạn như 8:30, 8:10, 8:25, 12:15. Đấy, hoàn việc mình dùng những cái giờ chẵn không đó, thì con có thể dùng thêm những cái giờ khác nữa cho cái bài mình nó phong phú hơn. Okay. Thank you Tú so much. Thank you so much. Now, next person. Ok, bài của Hân thì cô cũng đã chỉnh rồi nè. Bây giờ cô sẽ tìm thử bài một bạn nào mà cô chưa được comment vào nè. À, bạn Hà Anh nè. Trần Nguyễn Hà Anh, are you there? If you are here, please say in the chat box so that I can know. À, có nhiều bạn vẫn chưa vào được nhóm này đúng không? Thì có gì cô sẽ nói lại ở trên group Zalo để bố mẹ join vào nhóm này nha. Bạn Nguyễn Hà Anh ở đây, bạn có ở đây không nè, để cô sửa bài tập cho bạn nè. Nguyễn Hà Anh, are you here? Cô không thấy Hà Anh nhắn cho cô. Vậy còn bạn Minh Trang thì sao? Nguyễn Minh Trang. Bạn Nguyễn Minh Trang lớp 3 nè, bạn có ở đây không? Are you here, Minh Trang? If you are here, please chat in the chat box, okay? Nếu mà Minh Trang ở đây thì Minh Trang chat vào phần chat box cho cô nè. Is Minh Trang here? À, Hà Anh có ở đây đúng không? Yes, yes, I see Hà Anh, okay. Ok, Hà Anh, con đã giơ tay lên chưa nè? Bây giờ cô sẽ cho Hà Anh mở tiếng cho Hà Anh nghe, ok? Rất là nhiều bạn giơ tay nên là cô cũng đang kiếm bạn Hà Anh. Ok, mọi người đợi cô một xíu nha. Ok. Hà Anh please. Hà Anh, cô đã unmute cho con rồi đó, con bấm vào cái nút màu xanh nha. Ok, hello Hà Anh. Đây là cô ạ. Ok, hello. Ok, good evening Hà Anh. So this is your timetable. Very good, very pretty. Ok, let me look at the timetable first. Ok, the timetable. À, ở đây Hà Anh có dùng AM với PM để phân biệt giữa giờ buổi sáng và giờ buổi tối nè. Ok, good job, very good. Wake up, have breakfast, do my homework, have lunch, take a nap, study piano. Hoặc là con có thể nói là learn to play, learn piano. Thường đối với dạng mình học cách chơi nhạc cụ thì mình sẽ dùng chữ learn to play piano. Okay. Go swimming. À, nếu mà con muốn nói về việc đi thì mình đi bơi thì mình có thể nói là go swimming. Okay, Hà Anh. Do you understand? Okay, go swimming. Okay, swimming with double M. Và chữ swimming của mình nó sẽ có double M ở trong cái chữ swimming đó. Go to bed. Okay, good. Now I will listen to you. Hello, okay, I'm listening to this one. My name is Han. I'm 90. I am from Taiwan City. Now my timetables. Timetable again, Han. This is my timetable. Second, my timetable. Yeah, timetable. Good job. Seven a.m. I wake up at 7:30. One more time, Han. I wake up. I wake up. Ok, con sẽ nói với anh cô là cái chữ wake, nó cái âm khờ đó. Con nói vào thành wake up. Ok, yeah, good job, I'm good. Breakfast. Breakfast. At 8 a.m.
Ok, con hay bị cái âm sờ nhiều nè. Những cái chữ nào mà mình không có âm sờ thì mình sẽ không cần phải bỏ âm sờ vào. Chẳng hạn như con đọc 8 a.m. là con thấy có rất nhiều âm sờ đúng không? Con sẽ đọc cho cô là 8 a.m. 8 a.m. 8 a.m. À, mình đừng có âm sờ vào những cái chữ 8 a.m. đó. Mình không có âm sờ vào trong đó. Ok, cho nên là con phải chú ý cho cô những cái từ nào có âm cuối là âm sờ thì mình mới phát âm là có sờ. Ok, còn những cái đấy thì mình cứ đọc bình thường cho cô. 8 a.m. Đấy, ok. Ok. At 11 a.m. 11 a.m. Đấy, con cũng hơi bị giật cái sờ thì cái này mình sửa ha. Phần 5. Vâng ạ. At 12 a.m. À, chữ con muốn đọc 12 giờ đúng không? Hà Anh muốn nói là 12 giờ đúng không? Thì con sẽ nói là 12 a.m. 12 a.m. À, nhưng mà ở đây á, thì nếu mà ý của con là 12 giờ trưa thì cái 12 giờ trưa của mình sẽ không gọi là 12 a.m. mà mình sẽ nói là 12 p.m. Cái này lát nữa tôi cũng sẽ chỉ lại cho Hà Anh trong group chung nè. 12 p.m. 12 p.m. Ok, good. Lát nữa cô sẽ chỉ tại sao nó là a.m. tại sao là p.m. nha. Ok. I take a nap. Take a nap. Ok. At 3 p.m. I study piano. Okay, con sẽ có nói là I learn to play piano. Again, I learn to play piano. Con học cách chơi piano. One more time, Hải An. I learn piano. I learn to play. I learn to play piano. Okay, one more time. I learn to play piano. I learn to play piano. Okay, I learn to play piano. Okay, thank you. And next one. At 5 p.m. I go to swimming. Okay, con sẽ nói là I go swimming. Con đi bơi. Con nói là I go swimming. I go swimming. Okay, good. Good. At 7:30 p.m. I eat dinner. Eat dinner, okay. At 9:30 p.m. I go to bed. Okay, I go to bed. Bye. Okay, good job, Hà An. Thank you so much. Hà Anh chủ yếu là cần sửa lại cho cô là có những cái từ mà không có âm sờ đó, con hay đọc có thêm sờ vào những cái từ. Ok, mình sẽ bỏ đi cái thói quen đấy ha. Những khi nào mình cần vâng thì mình sẽ cố gắng mình đọc cho cô thật là chuẩn nha. Ok, thank you Hà Anh so much. One more, the last one. Hồi nãy cô Minh Trang có ở đây không nhỉ? Các bạn nhắn nhiều là cô cũng không để ý. Cô biết là có nhiều bạn rất là muốn cô chấm bài nhưng mà sẽ rất là khó tại vì có rất là nhiều bạn đăng bài nè. Để cô tìm thêm một bạn cuối cùng nha. One more. Ok, Đăng Khôi. Đăng Khôi hình như hôm trước cô có sửa bài cho Đăng Khôi không ta? Đăng Khôi có ở đây không nè? Bạn Đăng Khôi lớp 3 nè. Bạn Đăng Khôi có ở đây không? Bạn Đăng Khôi. Đăng Khôi có ở đây không nè? Nếu mà Đăng Khôi có thì Đăng Khôi nhắn vào trong cái khung chat để cô thấy nè. Các bạn mình cố gắng là mình chat ít vào ha. Ok. Như vậy để cô tìm thêm một bạn nữa nha. Diệu Linh, Hoàng Diệu Linh. Bạn Hoàng Diệu Linh có ở đây không nè? Nếu mà bạn Hoàng Diệu Linh có ở đây thì mình sẽ... Ok, yes, yeah, I see you. Ok, good, good job. Ok, mình sẽ sửa bài cho bạn Hoàng Diệu Linh nữa rồi. Mình sẽ học bài mới nha mọi người. Ok, cô đã mở mic cho con rồi đó. Hello, Diệu Linh.
teacher. Okay, so now let's see what do you have here. I'm Hong Diệu Linh, and this is my timetable. Good, this is your timetable, okay. I wake up. Okay, I like to go, I wake up. Good job. On 7 out. Okay, khi mà con dùng thời gian thì con sẽ không dùng on mà con dùng at. Okay, Linh hiểu chưa? At. Ví dụ như hồi nãy con nói là 7 giờ bao nhiêu nè, 7 giờ đúng không? Thì con sẽ nói là I wake up at 7 o'clock. One more time, Diệu Linh. I wake up. I wake up at 7 o'clock. Clock. Okay, good clock. Job. Okay, yes, good job. Very good. Now continue. I brush teeth and wash face on 7:05. Okay, con cứ chữa cho cô thời gian là mình dùng at. 7:25. Okay, 7:25, 7:25 đúng không? 7:25. Good job. I eat breakfast. Okay, I eat breakfast. I eat breakfast. Những bạn khác các bạn có thể lặp lại những cái cụm mà cô nhắc bạn Linh á. À, các bạn cũng có thể cùng lặp lại. Okay, để mình có thể đọc chuẩn hơn. Okay. Hang out. I'm watching TV. Ten. Watch TV. Again, at 10 có thể nói 10 giờ đúng thì con có thể nói là 10 a.m. cũng được. Ví dụ như cô sẽ đọc cho con nghe nè. At 10 a.m. I watch TV. TV. I watch TV. Linh đọc lại cho cô nghe nè. At 10 a.m. At 10 a.m. I watch TV. Okay, TV. 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 Okay, giọng âm của mình nó sẽ rơi vào âm thứ hai nên mình sẽ đọc là TV. Mình lên giọng ở cái âm thứ hai. Okay, good job. 3:30. I have lunch. Have lunch, okay. 12:13. Okay, 12:30. 12:30, đúng không? Ý của Linh là 12:30. Okay, đọc âm là âm thứ nhất cho nên mình sẽ nói là 12:30. Okay, good job. I take a nap. Take a nap. Mình đi ngủ trưa. 18:30. I have dinner. Okay. 2:22. I go to bed. Okay. Bye. Okay. Good job, Linh. Thank you so much. Okay. Thank you, Linh, so much. Okay, như vậy là đối với những bài tập khác thì cô sẽ cố gắng cô comment cho các bạn nha. Các bạn nộp lên trên group thì cô sẽ comment, okay. Những bạn nào mà nộp đúng thời hạn là trước 3 giờ ngày hôm nay nè thì cô sẽ cố gắng cô chấm bài. Tối nay cô sẽ ngồi chấm bài cho các bạn đừng có lo nha, okay. So now let's go back to our lesson. Rồi trước khi mà cô có, trước khi mà mình tiếp tục bài của mình nè, thì cô có một số cái lưu ý về cái cách sử dụng thời gian cơ bản. Ok, bạn nào mà mình chưa biết cách sử dụng thời gian thì bây giờ mình chú ý cái phần này cho cô nè. Ok, please focus. Đầu tiên, o'clock, number one, look at number one, o'clock. Ok, tụi con cũng biết dùng cái này nè, nhưng mà o'clock ở đây thì cô chỉ tụi con nè, mình sẽ chỉ dùng o'clock cho giờ chẵn thôi. Có nghĩa là 8 giờ đúng nè, 10 giờ đúng, 11 giờ đúng, 2 giờ đúng. Thì tụi con sẽ dùng o'clock, okay? For example, 8 o'clock, 10 o'clock. Còn nếu mà 8 giờ 15 đi thì tụi con sẽ không được dùng chữ o'clock nữa. Mình sẽ không có thể nói là 8:15 o'clock. O'clock là mình sẽ chỉ dùng cho giờ chẵn thôi. Và thêm một cái nữa là o'clock chỉ dùng cho giờ từ 0 cho đến 12 giờ. Có nghĩa là tụi con sẽ không được nói là ví dụ 16 giờ đi, cô thấy có bạn cũng làm là 16 o'clock. Như vậy thì chưa đúng, ok. O'clock thì mình sẽ chỉ dùng cho giờ từ 0 tới 12 thôi. Như vậy thì làm sao để phân biệt được vừa buổi sáng và buổi chiều? Chẳng hạn như 8 giờ thì có 8 giờ sáng và 8 giờ tối, đúng không? Thì tụi con có thể làm như sau. Đầu tiên, mình có thể sử dụng AM hoặc là PM nè.
AM là từ 0 giờ, có nghĩa là từ khuya, 12 giờ khuya của mình á. Từ 12 giờ khuya đến 11 giờ 59 buổi sáng và buổi trưa đó. Thì tụi con sẽ dùng AM cho cô. Còn cái giờ mà từ 12 giờ trưa, đúng 12 giờ trưa cho đến 11 giờ 59 tối. Ok, thì tụi con sẽ dùng cho cô là PM. Ok. Các bạn đừng có bấm vào cái phần remote control nha. Ok, các bạn đừng có bấm vào phần remote control giúp cô nha. Các bạn ở trên livestream cũng chú ý phần này cho cô để mình dùng thời gian cho chính xác nè. Ok, bạn nào đang học ở trên livestream thì mình phải chú ý cho cô nè. Đấy, thì các bạn có thể dùng AM với PM. Chẳng hạn như 8 giờ sáng thì sao? Mình sẽ có 8 AM. 8 giờ tối thì là 8 PM. Ok, cũng giống như là ví dụ 3 giờ sáng đi thì mình có 3 AM. Nhưng mà 3 giờ chiều thì con sẽ có 3 PM. Và ngoài ra còn một cách nữa để tụi con có thể dùng thời gian nè, là tụi con có thể dùng những cái cụm này, là những cái cụm mình sẽ học trong ngày hôm nay. In the morning, afternoon hoặc là evening. Cô ví dụ ở đây 17 giờ thì trong cái timetable tụi con có thể ghi là 17 giờ, nhưng mà khi mình đọc mình đừng có nói là 15. Ví dụ 17 giờ 15 thì tụi con đừng có nói là 17, 15, nó rất là dài và rất là nhiều số đúng không? Mình sẽ nói cho cô là 5:25 in the afternoon. Ok, cô có một câu ví dụ nè. I wake up at 8:25 in the morning. Cô thức dậy vào lúc 8:25 sáng. À, thì cô sẽ dùng cái cụm là in the morning. Hoặc là 3 giờ chiều thì cô cùng cái cụm là in the afternoon. Và vào buổi tối thì cô dùng là in the evening. Ok, cho nên là tụi con nhớ, một là tụi con có thể dùng AM, PM nè. Thứ hai là mình dùng những cái cụm này. Những cái cụm này tuy nó dài hơn nhưng mà nó sẽ làm cho bài nói của mình nghe rất là tự nhiên. I wake up at 8:25 in the morning. I play badminton at 2:15 in the afternoon. Đấy, cái bài nói của mình nó sẽ tự nhiên hơn, ok? Cho nên là từ đây về sau thì tụi con sẽ dùng những cái cách như thế này để mình nói về thời gian. Mình sẽ không có nói là 15 giờ là 15 o'clock, ok? Các bạn có thể chú ý hơn phần này cho cô ha. Bạn nào mà có cần cảm thấy mình cần ghi lại thì các bạn ghi lại trong giấy, dùng giấy bút của mình, các bạn ghi lại thông tin này, ok? Hoặc là các bạn có thể đợi khi nào cô up cái video lên đó thì các bạn xem lại, xem kỹ lại phần này, ok? Now we move to this task. Ok, before I will, let's see, do you guys remember the vocabulary, ok? Cô xem thử có các bạn có nhớ từ vựng không nha. Hồi lần trước mình đã học 10 words, remember guys? Do you guys remember? Do you guys remember? I will invite one, okay? Cô mời một bạn nha. I will invite one. Let's invite one, okay? Is there anybody that's raised your hand? Bạn nào muốn xung phong để mà mình có thể làm bài nè. Cô mời bạn Bùi Tuệ Minh đi. Cô vừa cầm Tuệ Minh mở tiếng rồi. Tuệ Minh có thể mở tiếng giúp cô nè. Hello Tuệ Minh, can you hear me? Yes. Ok, good job. So Tuệ Minh, bây giờ cô hỏi con bằng tiếng Việt, rồi con sẽ trả lời cho cô cái từ đấy bằng tiếng Anh nha. Ok, are you ready Tuệ Minh? Are you ready? Yes. Ok, Tuệ Minh nói cho cô nghe là mình chơi trò chơi điện tử thì con nói như thế nào nè. Con còn nhớ không? Chơi trò chơi điện tử con nói như thế nào? Play a game. Ok, one more time. Play video games. Play video games. Video game. Good job, ok. Con rửa mặt thì con nói như thế nào? Con rửa mặt nè. I wash my face. Good job, yes, wash my face, good, good. Bây giờ con ăn trưa thì sao? Ăn trưa con có nhớ không? Đây là từ mới, từ lúc mà cô chỉ lúc sau đó. Mình có biết ăn trưa con nói như thế nào không? I have a lunch. À, con sẽ nói là have lunch. Again, have lunch. Have lunch. Good job, ok, thank you Minh so much, thank you. Ok, one more, một bạn nữa nha. I invite, cô sẽ mời bạn ok, cô mời Bảo Huy. Ok, cô mời Bảo Huy nè.
Hello, Huy. Hello, teacher. Okay, hello, Huy. Okay, I'm going to ask you in Vietnamese, okay? Huy nói cho cô nghe là đánh răng thì con nói như thế nào? Đánh răng thì con nói như thế nào nè? Em cho cô. Đánh răng thì con nói như thế nào? Đánh răng. Đánh răng là brush teeth. Ah, brush teeth. Okay, good. Good job. Okay, cô bây giờ cô hỏi con thêm một cái nữa nha. What about mình xem TV thì Huy nói như thế nào? Em cho cô là watch TV. Watch TV. Good, good, Huy. Very good. Okay, last one. Con chơi đá banh thì con nói như thế nào nè? Play soccer. Play soccer. Good job. Okay, thank you Huy so much. Thank you. Okay, cảm ơn bạn Huy nha. Okay, các bạn đợi cô một xíu nha. Okay. Các bạn đợi cô một xíu nha. Ok. Alo, cô Thư nghe thấy không? Dạ, em nghe. Anh muốn nhắc các con một tí rằng là cái ô chat này là một cái chỗ rất là quan trọng để mình có thể tương tác bài tập cùng với nhau. Vì vậy nên là các con là không, tức là không chửi bậy này, không spam ở trên cái ô chat đấy. Và nếu như mà ai vẫn tiếp tục như kiểu là thấy ở đây, thầy thấy là có bạn Nhật Minh này spam rất nhiều trên cái ô chat đấy. Nếu mà cái trường hợp nào mà nhắc rồi mà vẫn không ấy thì nhờ cô Thư mời bạn ấy ra hộ nhé. Dạ vâng. Tại vì là ở trên cái ô chat này là các con đọc rất là nhiều mà còn chửi bậy nhau ở trên này thì nó rất là dở. Nên là nếu bạn nào mà vẫn còn tiếp tục ấy thì nhờ cô mời ra luôn. Không cần phải nhắc nữa. Nhắc cô nhé. Dạ vâng. Rồi, cảm ơn cô. Các bạn đã nghe thầy nói rồi đúng không? Ok, cho nên là mình tập trung học nha. Mình tham gia vào lớp thì mình tập trung học, mình cùng các bạn mình học. Ok. Phần chat là để cô có thể xem nè, cô xem các bạn, cô coi thử các bạn có ở đây không để cô sửa bài tập nè, cũng như là cô cho các bạn trao đổi đáp án. Thành ra là các bạn sẽ không có nhắn tin linh tinh vào trong đây. Ok, khi nào cô có kêu các bạn cần phải ghi cái gì thì các bạn ghi vào cho cô. Ok rồi, cô cảm ơn mọi người nhiều. Bây giờ mình bắt đầu học nha. Ok, sau khi mình đã ôn từ vựng thì cô thấy các bạn nhớ từ rất là tốt nè. Good job guys. Now we move to the task 2. Lần trước là cô đã cho các bạn làm rồi này, các bạn còn nhớ không? You guys still remember? So for task 2, you will listen, okay? You will listen and then you repeat. Các bạn sẽ nghe và các bạn lặp lại cho cô. À, bây giờ thì hồi lần trước là cô mời lần trước là cô định làm một bạn làm hai câu, nhưng mà bây giờ để có nhiều bạn được làm hơn, cô mời mỗi bạn làm một câu nha. Okay? So I will invite one friend first and then going to let you listen. Cô mời trước nha. I will invite okay, bây giờ là cô đang mời bạn Hoàng Giang này đúng không? Right? Hello teacher. Okay, hello, hello. Okay, Nam đợi cô một xíu nha. Okay, Nam đợi cô và câu 2 nha. Okay. Bây giờ Hoàng Giang sẽ listen, okay? You will listen and repeat. Con nghe và con lặp lại cho cô, okay? From number 1 to number 10. Mình sẽ nghe câu số 1, Hoàng Giang sẽ lặp lại cho cô thử nha. Wake up. I wake up at 7 o'clock in the morning. Okay, can you repeat that? Can Giang repeat that? Wake up. I wake up at 7 o'clock in the morning. Wow, good job. Very good. Excellent. Wow, Giang làm rất là tốt luôn. Good job, Giang. Next one. Thank you, Giang, so much. Con có thể tắt micro đi rồi đó. Okay, now Nam. Okay, Nam. Can you turn on your micro?
Hello, yes. Hello, Nam. Okay. Now number two. Okay, yeah. Nam, repeat number two for me. Two. Wash my face. I wash my face at 7:10 in the morning. Okay. Can you repeat that? I wash my face in the morning. Okay, con nghe kỹ lại cho cô nha. Con nhìn thời gian cho cô nè. Ah, look at the clock, okay? But you listen one more time. Wash my face. I wash my face at 7:10 in the morning. I wash my face at? In 7:10 morning. At 7:10 in the morning. One more time. I wash my face in the at 7:10 in the morning. Good job. Yes, very good, ma'am. Thank you so much. Okay, next one. Okay, I will invite Let's invite a boy. Trần An Minh Quân, right? Trần Minh Quân. Okay, Minh Quân, can you hear me? Yes. Okay, now please listen to number three, okay? You listen to number three. Three. Eat breakfast. I eat breakfast at 7:30 in the morning. I eat breakfast. Con đọc cho cô cái chữ này là breakfast. I eat breakfast at 7:30. Yeah, 30. Yes, 7:30 in the morning. In the morning. Okay, good job. Thank you so much. Okay, next one, I will invite cô mời Nguyễn Đình Ngọc Linh lớp 3 nè. Okay, Nguyễn Đình Ngọc Linh, cô đã mở mic cho con nè. Hello, Ngọc Linh, are you there? Are you there, Ngọc Linh? What about? Cô mời bạn Huy Vũ đi, Bùi Huy Vũ. Con bấm vào cái ô màu xanh đó, con thấy nó hiện lên không? Con sẽ bấm vào cái nút màu xanh cho cô nha, ok? Vũ đã bấm được chưa nè? Rồi, có chưa? Cô đã bấm rồi đó. Yes. Okay. Cô vừa nãy con không bật được tiếng ạ. Con tên là gì? Cô quên mất rồi nè. Con nói lại tên con nè. Nguyễn Thị Ngọc Linh ạ. Okay. Wait me. Okay, so can you listen to number four, okay? You okay. Listen to number four and then repeat for me, okay? Now listen to number okay. four. Oh, sorry. Mọi người đợi cô nè. Three. Four. Get dressed. I get dressed at 7:45 in the morning. Can you repeat that? I get dressed. At 7:45 in the morning. Good job. Thank you so much. Good job. Get dressed. Mọi người còn nhớ từ này không? Thay quần áo nè. Get dressed. Okay. I get dressed at 7:45 in the morning. Okay. Các bạn nhớ là cùng lặp lại với bạn mình nha. Mình nghe xong rồi mình cùng lặp lại với bạn mình nha. Okay. Mình phải luyện, mình tự luyện tập. Nếu mà mình không được cô kêu thì mình sẽ tự luyện nha. Okay. Các bạn đừng quên, các bạn ở livestream cũng vậy, các bạn phải nghe và các bạn lặp lại theo cô. Mình cứ tự do mình lặp lại bởi vì mình đang tắt mic mà, đúng không?
không ảnh hưởng đến ai hết, nên mình cứ cố gắng đọc to rõ lên cho cô. Okay. Now number five, I will invite Nguyễn Thị Ngọc Hà. Cô đã mở mic cho Nguyễn Thị Ngọc Hà lớp 4 nè. Con có nhìn thấy chưa? Rồi, miss. Okay, good job, Hà. Now number five, okay, Hà, number five. Brush my teeth. I brush my teeth at 7:55 in the morning. 6. Hà có nghe ra được không nè? Dạ, mister, cho con nghe lại. Okay, okay, I will let you listen one more time, okay? 5 in the morning. Okay, number 5. Brush my teeth. I brush my teeth at 7:55 in the morning. I brush my teeth at 7:55. Okay, 55. At 7:55. 55. In the morning. Good job, Hà, đọc lại cho cô một lần nữa đầy đủ cả câu luôn. I brush my teeth at 7:55 in the morning. Good job. Yes, yes, Hà. Good job. Thank you so much. Okay, good job. Now number 6, okay, now we'll invite a person to do number 6. I will invite a boy, okay? Okay, Trần Bình Minh, lớp 4, Trần Bình Minh. Okay, you listen to number 6, okay, Bình Minh, you listen to number 6. Six. Play soccer. I play soccer at 4:00 in the afternoon. Okay, can you repeat that? I play soccer. At 4:00. At again, at bao nhiêu giờ nè? Mình nói lại cho cô, at? At 4:00. In the afternoon. Good job. Okay, one more. Một lần nữa cho cô đầy đủ. Một câu mình nói trơn tru luôn. I play soccer at 4:00 in the afternoon. Good job. Yes, Bingman, very good. Thank you so much. Now one more, please. Now invite. Okay, I will invite Nguyễn Huyền Anh, lớp 3. Can you turn on the mic? Yes, hello, Huỳnh Anh. Okay, now you listen to number 7, okay? Yes. 7. Play video games. I play video games at 4:45 in the afternoon. Okay, Huỳnh Anh, can you hear that? Can you hear that? I play video games. So again, I play video games. I play video games. At? Lúc mấy giờ nè? At? At 4. Thời gian này là mình sẽ biết là 4 giờ mấy nè, 4 giờ 45 đúng không? Thì con sẽ nói là at 4:45. Huỳnh Anh lặp lại cho cô nè, at 4:45. Again, 4:45, 4:45 thì con sẽ đọc là 4:45. À, vào lúc buổi chiều thì mới là in the afternoon. Okay, một lần nữa cho cô đọc lại cả câu cho cô nè, đọc lại cả câu cho cô nghe nè. I play video games
at 4. At 4:45. At 4:45 in the afternoon. Okay, in the afternoon. Okay, good job, Huyền Anh. Thank you so much. Okay, cảm ơn Huyền Anh nha. Now number 8. Okay, number 8. I will invite Diệp Phúc Nguyên. Are you there? I already unmuted. Yeah, okay, good, good. Now, next one, okay, Nguyên do number 8 for me, okay? Con nghe và con sẽ lặp lại cho cô nghe. Okay, Nguyên đợi con một xíu. Wash my teeth at 7:55 after... Play video games. Con đợi một xíu. Afternoon. Nha. 8. Okay, number 8. Do my homework. I do my homework at 5:25 in the afternoon. I do my homework at bao nhiêu giờ này? 5:25 in the morning. Afternoon. Okay, one more time. I do my homework at 5:25 in the afternoon. One more time. I do my homework at 5:25 in the afternoon. Okay, in the afternoon. Okay, good. Cô thấy có nhiều bạn vẫn chưa lặp lại, tự mình lặp lại nè. Các bạn cố gắng mình lặp lại. Mình không có cơ hội được kêu lên thì mình sẽ cố gắng mình tự đọc theo nha. Okay, các bạn cố gắng mình tự đọc theo nha. Bởi vì lớp mình rất là đông này, cô không thể mời các bạn làm hết được. Okay. Các bạn ở trên livestream mình cũng vậy luôn, mình sẽ cố gắng mình nghe rồi mình repeat cho cô nha, mình tập nha. Okay, now number 9. Number 9, I will invite Nguyễn Lê Bảo Ngọc. Okay, Bảo Ngọc, listen to number 9, okay? 9. Feed the cat. I feed the cat at 5:30 in the afternoon. I feed the cat. Vào lúc mấy giờ nè? Vào lúc mấy giờ nè Ngọc? I look at 5:30. Okay, 5:30. 5:30. Là buổi chiều thì con nói là in the afternoon. Okay, one more time, một lần nữa cả câu cho cô nè. I feed cat. I feed the cat. I feed the cat at 5:13 afternoon. 5:30. In the afternoon. In the afternoon. Okay, thank you, Bảo Ngọc. Okay, now one more lucky friend. I will invite a boy, okay? I will invite a boy. Cô mời một bạn nam nha. Cô ngờ. Oh, sorry. Hình như cô bấm nhầm cho bạn Thảo, Phương Thảo phải không? Cô mời bạn Bảo Duy nè. Bảo Duy, right? You look very happy when I call you. Cô bấm lại một lần nữa nào đó. Cô bấm một lần nữa cho Bảo Duy rồi đó. Bảo Duy nhìn thấy chưa? Cô bấm rồi đó. Bảo Duy đã mở tiếng của mình lên chưa? Cô đã bấm rồi đó. Cô bấm vào cái nút màu xanh đó, unmute. Cái nút nó ghi là unmute. Cái nút màu xanh nó hiện thông báo lên trên màn hình của con. Và con bấm vào cái nút unmute chưa? Bảo Duy đã mở tiếng cho cô được chưa nè?
Nếu mà Bảo Duy không mở tiếng được thì cô phải mời một bạn khác nha. Ok, ok. Đây, đây, đây. Ok. Yeah. Ok, hello Bảo Duy. Ok, now you listen to the last one, number 10, ok? Oh, yeah. Wait, wait. Now listen, listen. 10. Watch TV. I watch TV at 8:15 in the evening. I watch TV at 8:15 in the morning. In the afternoon. Are you sure? 8 giờ thì con có nói là 8 giờ chiều không? Con nói 8 giờ gì? 8:15 in the evening. Evening, nice. Yes, very good. Yes, in the evening, okay. Lunch, evening. Okay, good job. I watch TV at 8:15 in the evening. Yes. Okay, good job, Yi. Thank you so much. Okay, thank you, guys. Okay, I cannot invite everybody to do this one, but you guys can re-listen, okay? Các bạn có thể về. Các bạn coi video và tập nghe lại, sau đó mình lặp lại nha. Mình có thể tự học cái này được, ok? Now we do this exercise with me, task 3. Ok, I will invite, but first you guys will do in the chat box for me, ok? Các bạn sẽ làm như thế này cho cô nè. Các bạn giúp cô, các bạn có thể ghi là ví dụ như number 1. Đáp án của mình là 7, 10 đi. Thì mình ghi như thế này cho cô, giống như là cô ghi ở trong phần chat nè. Các bạn nhìn thấy chưa? Ví dụ câu 1 của mình đáp án là 7:10 thì mình sẽ ghi vào phần chat số 1, 7:10. Số 2 là bao nhiêu đó? Bây giờ các bạn làm trước cho cô from number 1 to number 3, okay? Please write your answer from number 1 to number 3, okay? Các bạn giúp cô viết đáp án từ câu 1 tới câu 3 trước nè. Bạn nào có đáp án nhanh nhất đâu để cô xem thử nha. Bạn nào gửi đáp án vào khung chat cho cô nhanh nhất nha, okay? Sau đấy thì cô sẽ mời một bạn làm cho cô ba câu đầu tiên nha. Okay, I will invite a friend to do for me the first three. Hiện tại là cô chưa thấy trong khung chat của cô có bạn nào làm nè. Các bạn vui lòng là các bạn nhớ là đừng có đập bấm cái hình, những cái icon. Mình chủ yếu mình làm bài nè. Từ số 1 tới số 3 mình ghi cho cô số 1 là gì, số 2 là gì, số 3 là gì nè. Let's see who is the fastest, okay? Let's see who is the fastest. From number 1 to number 3, okay? Ở đây con sẽ nói cho cô mình đọc chính xác là như thế nào. Cô thấy có nhiều bạn có đáp án rồi nè. Okay, a lot of answers here. 7 o'clock. Các bạn ghi số vào đó. Ví dụ số 1, câu 1 của mình là số mấy, là bao nhiêu. Mình ghi ra số 2 là bao nhiêu. Mình phải ghi kèm với số nữa thì cô mới biết được là tụi con có làm đúng hay không. Ok. Ví dụ các bạn ghi là số 3 là 7:10 là Đức Minh nè. Đức Minh ghi là số 3, 7:10. Số 3 là cái này, 7:10 thì sao coi là bạn đã làm đúng chưa? Mình cùng xem đáp án. Bạn Minh ghi lại là số 1 hả? Và số 1 thì Tiến Minh có ghi là 7 o'clock nè. Đấy, các bạn xem thử. Số 1, 7 o'clock rất là nhiều. Ok, good. Ở đây Chu Bá Sang, bạn làm được cả ba cái cho cô luôn nè. Số 1 bạn ghi là 7 o'clock, số 2 7:10, số 3 là 7:30 nè. Ok, các bạn cứ làm bài tập vào trong đó cho cô xem vậy đó. Bây giờ cô sẽ invite one friend, ok? Thảo Phương lớp 4 nè. Bây giờ Thảo Phương giúp cho cô đọc từ câu số 1 tới câu số 3 theo con đáp án là gì thì con đọc lên cho cô nha, ok? Thảo Phương. Yes, can you hear me Thảo Phương? Yes. Okay, so now number 1, what is your answer for number 1? What is your answer for number 1? 7 o'clock. 7 o'clock. Okay, let's see. Everybody pay attention. Các bạn cũng tự check đáp án của mình. Các bạn trên livestream cũng như trong lớp mình check đáp án nè. Good job. 7 giờ đúng. Đó, như cô nói là 7 giờ đúng thì tụi con sẽ nói là 7 o'clock. Okay, good job. Number 2. What about number 2? 7:10. 7:10. Good job. Very good. Now number 3, please. Number 3. 7:30. 7:30. Okay, con sẽ lên giọng một xíu tại trọng âm nó rơi vào 30 thì mình sẽ lên giọng một xíu. 7:30. Con nói lại
cho cô nghe một lần nữa nè. 7:30. Okay, good job. Okay, thank you so much. Good job. Correct answer. Okay, thank you. Now I will invite. Okay, Trần Đăng Khôi nè. Trần Đăng Khôi lớp 3 con làm cho cô. Các bạn cùng làm nè. Number 4, 5, 6. Please write your answer. 4, 5, 6. Đăng Khôi cũng làm cho cô. Number 4. What is your answer for number 4? Dạ, thưa cô là... 7:45 đúng không? Ở đây mình có số 4 là 7:45. 45. Again, 7? 45. 45. Let's see. Good job. What about number 5? Number 5 còn một lựa chọn cuối cùng. 7:55. Good job, Khôi. Very good. And what about number 6? Khôi, number 6. Can you do number 6 for me? Number 6. 6 là 4:45. Yes, good job, Khôi. Good job. Thank you so much. Cảm ơn Khôi trả lời giúp cô nha. Okay. Nào, đối với cái này còn 4 câu nha. Cô mời một bạn luôn. Cô mời luôn một bạn. Bạn may mắn nào sẽ được làm hết 4 câu đây. Let's see. Let's invite. Hồi nãy cô vừa mời một bạn nam đúng không? Bây giờ cô mời một bạn nữ nha. Ok. Cô mời Nguyễn Quỳnh Lam lớp 3. Lam, can you do it for me? Cô mở mic cho Lam rồi nè. Hello Lam. Lam mở mic được chưa nè? Con có thấy cái màn hình nó hiện ra cái thông báo, con bấm vào cái nút màu xanh chưa? Lam mở mic được chưa nè? Có tiếng này, nói đi con. Yes, hello Lam, hello. Hello teacher. Okay, các bạn cùng làm với cô và bạn Lam nè. Number 7 to number 10, okay guys, 7 to 10. Now Lam please, 7. 7 có bạn Dũng có ghi là 4 o'clock nè. Rồi Lam, đáp án của Lam là gì? What is your answer for number 7? 4 o'clock. Okay, Lam cũng chọn 4 o'clock. Good job, 4 giờ đúng thì con nói là 4 o'clock. Good job guys. Now number 8, Lam number 8. Số 8 con chọn cái nào? Số 8 Lam chọn câu nào nè? Number 8, mình có 8:15 đúng không? Mình làm hết 4 câu cho cô nha, nên là Lam đừng có tắt micro đi nha. Ok. Câu số 8 Lam chọn cái nào nè? Which one? 8:15. Lam chọn 8:15. Correct answer. Hoàn toàn chính xác luôn. 8:15. 8:15. Good job. Number 9 Lam. Number 9. 5:25. Okay, let's see. Good job, 5:25, 5:25, và the last one, number 10, number 10, Lam, number 10. 5:15. Good job, 5:50, okay, thank you Lam so much. Các bạn, để cô xem thử đáp án các bạn như thế nào nha, các bạn đã làm đúng chưa? Các bạn nào làm đúng hết 10 câu đâu? Who has all 10 correct answers? Oh, a lot of you guys raise your hand. Who have all correct answers? Say yes in the chat box for me. Who have all correct answers? Yeah, me. Wow. Trường nè. Thủy nè. Xuân An nè. Wow, Ngọc Linh nè. Hoàng. Thanh Hải, Tiến Nam. Wow, a lot. Good job, guys. Các bạn rất là giỏi luôn. Ok, các bạn giỏi quá nè. Good job, good job. Và ở đây các bạn nhớ là phân biệt cho cô 50, ok, 55, không phải là 55 nha. Cô thấy các bạn cũng hay bị mắc lỗi này khi mình nói nè, ok. So now, we move to the homework for today. Hôm nay thì bài tập của mình rất là đơn giản thôi, ok. Very simple, first step. Đầu tiên, cô sẽ muốn tụi con sẽ nhờ một người trong gia đình mình, bất kỳ ai cũng được, sẽ viết ra trên một tờ giấy 10 cái mốc thời gian bất kỳ. Ví dụ con nhờ mẹ đi, con kêu mẹ viết ra, mẹ viết giùm con 10 cái cột mốc thời gian con thích, mẹ muốn viết giờ nào cũng được. 10:15, 2:30, 6:45, 8:10, 7:05 gì đấy thì mẹ muốn viết giờ nào cũng được.
sáng tối gì đấy, 17 giờ, 16 giờ. À, mẹ thích viết giờ nào cũng được. Như vậy là con sẽ nhờ bất kỳ một ai cũng được viết cho mình 10 cột mốc thời gian bất kỳ. Đó, đó là lần đầu tiên. Bước 2, con sẽ quay video. Các bạn có nhiều bạn cũng giỏi, các bạn tự quay nè. Hoặc là các bạn có thể nhờ bố mẹ quay cho mình. Quay cho mình đọc cái 10 mốc thời gian đó lên cho cô xem thử coi các bạn đọc đúng chưa. Và sẽ không phải đơn giản là mình đọc theo kiểu là 8 giờ giống như hồi nãy đâu. Nó sẽ không phải là con chỉ đọc như thế này đâu, mà con phải phân biệt cho cô là 8 giờ tối hay là 8 giờ sáng. Cô ví dụ ở đây người ta để 7 giờ 45 đi. Nhưng mà khi mà con nói là 7:45 thì cô cũng chưa biết là 7 giờ 45 sáng hay là tối. Thì tụi con lại phải coi lại cái phần, nghe lại cái phần bên đây, cái phần bài mình nghe của mình á. Coi mình coi thử cái cách mà mình nói 7 giờ 45 sáng thì mình nói như thế nào. Cô có chỉ đó, AM, PM nè. Hoặc là tụi con dùng những cái cụm như là in the morning, in the afternoon, in the evening. Đấy, con dùng những cái cụm đấy để mà mình phân biệt giờ sáng tối, sáng trưa, chiều tối. Đấy, thì cũng giống như vậy nè. Con viết 10 mốc thời gian ra như thế này, rồi con cứ cầm, con đọc cho cô nghe thử coi cái 10 mốc thời gian này con dùng đúng chưa. Và quan trọng là tụi con phải phân biệt được cô là buổi sáng hay buổi tối hay buổi trưa, buổi chiều gì đó, bằng cách là dùng những cái cụm nãy giờ mình đã xem đó, mình đã học nãy giờ đó. Ok, do you guys understand? Các bạn hiểu hết bài tập về nhà chưa? Các bạn nào không hiểu nè, bạn nào hiểu thì nói yes trong phần chat để cô biết các bạn đã hiểu hết bài tập về nhà của mình nha. Do you guys understand? Do you guys understand? Các bạn nào khó hiểu ở đâu cần cô giải thích lại không nè? Yes, yes, no. Bảo Ngọc nói là no, Bảo Ngọc không hiểu chỗ nào hả? Yes, cô thấy đa phần các bạn đều hiểu nè. Mình hoặc là nếu mà tụi con không biết nhờ ai thì tụi con tự viết cũng được. Nhưng mà thường mình tự viết thì mình sẽ muốn nói cái đấy đúng không? Thì mình nhờ bố mẹ để cho bố mẹ cho mình bất ngờ. À, bố mẹ viết ra rồi mình sẽ, rồi mình bắt đầu mình quay video liền luôn. Mình xem thử coi mình có thể nào mình đọc được hết 10 cái mốc thời gian đấy không. Ok, thời gian từ sáng tới khuya luôn. Bạn nào thích thời gian nào thì cứ ghi ra 10 mốc đấy. Sau đấy thì tụi con quay video lại, rồi lại nhờ bố mẹ đăng tải video cùng cái hình. Các bạn nhớ nói bố mẹ là nhớ chụp cái hình, cái thời gian lại để cô biết là tụi con có nói đúng xong so với cái tờ giấy của tụi con đọc hay không. Ok, bởi vì khi tụi con chỉ đọc lên thôi thì cô cũng không chắc là nó có đúng với cái tờ giấy không. Cho nên là nhớ nói bố mẹ chụp tờ giấy lên thời gian luôn nha cô nha. Ok, và mình sẽ nói bố mẹ đặt tên cho mình nè, họ tên nè, lớp nè, level 2 để cô biết là bài của lớp của Miss Thu. Ok, so that is all for today's class, guys. That is all for today's class. Let's say goodbye to each other. Ok, go to sleep early. Are you guys tired? Are you guys tired? Mọi người có mệt chưa? Are you guys tired? Ah, yes. Cô xin lỗi nha, cô quên mất là I'm not tired. Oh, really? Wow, good job. Có nhiều bạn đang hỏi về bài tập về nhà nộp khi nào. Thì hạn của mình sẽ là 3 giờ chiều thứ tư. Ok, tụi con sẽ nộp trước 3 giờ chiều thứ tư cho cô nha. Cô biết là có nhiều bạn cũng chưa được cô chấm bài. Tối nay thì cô sẽ ngồi cô xem thử bài cũ các bạn cũng chấm nha. Ok, bởi vì có nhiều bài nó cũng bị trôi đi mất á. Cho nên là tụi con về, tụi con cứ làm nộp đúng thời gian, thời hạn cho cô trước 3 giờ chiều thứ tư. Ok, now we turn on your sound and then we say goodbye to each other. Okay, guys. Okay, guys. You guys can turn on your micro and then say goodbye to Bye bye. 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 Bye.
Nó không ăn là nước con mà còn là nước ba nữa. Các bạn nào có câu hỏi gì có thể nhờ bố mẹ.